Kha'Zix là một trong những rapper được đông đảo khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng âm nhạc mà còn vì tính cách gần gũi và thân thiện của anh. Những cập nhật của anh trên mạng xã hội luôn nhận về nhiều sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Mới đây, Kha'Zix khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi có đôi lời dặn dò các Zixer ngay trong những ngày đầu năm mới. Cụ thể, Kha'Zix đã đăng trên story Instagram của mình những điều mà nam rapper cho rằng một Zixer thực sự phải là như thế. Không sân si, không ghép đôi hay gây chiến với bất kỳ ai, làm việc đúng với trái tim mình. Những lời nhắn nhủ của Kha'Zix đến Zixer cho thấy anh không chỉ là một nghệ sĩ chân chính không muốn dính vào ồn ào thị phi mà còn muốn hướng fan đến những điều tốt đẹp. Kha'Zix là một trong những rapper nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bên cạnh tài năng âm nhạc và sự điển trai, anh cũng là một người vô cùng ấm áp, hay quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Nam rapper được biết đến thông qua nhiều dự án nổi tiếng, anh đang ngày càng hoàn thiện mình và trở nên đa dạng hơn trong mắt người hâm mộ. Cùng với sự dí dỏm và đáng yêu của mình, Kha'Zix đã có hẳn một lực lượng fan hùng hậu và đang ngày phát triển hơn trên hành trình chân đi không mỏi của mình. Cũng trong cập nhật mới đây, nam rapper khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng khi chia sẻ khoảnh khắc ngày mới với việc làm vô cùng ý nghĩa. Cụ thể trên Facebook cá nhân, Kha'Zix thu hút sự chú ý với khoảnh khắc anh tận tay đút cơm cho và trò chuyện cùng trẻ em khuyết tật. Hình ảnh cho thấy nam rapper rất hết mình trong việc chăm sóc người khác, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người yêu thích còn là biểu cảm dễ thương của anh chàng khi được thực hiện công việc này. Vừa bắt đầu ngày mới, Kha'Zix đã mang đến nhiều năng lượng tích cực thông qua nghĩa cử cao đẹp của mình. Người hâm mộ cảm thấy vô cùng ấm lòng trước hành động của thần tượng, đồng thời để lại nhiều bình luận thể hiện tinh thần sẻ chia của mình dành cho các em. Cảm ơn anh đã mang đến nghĩa cử cao đẹp này. Là một Zixer, em luôn tự hào về anh. Hành động của chú thật đẹp, chúc chú ngày mới an lành, hạnh phúc. Thương các em, cảm ơn anh đã thay các Zixer làm điều ý nghĩa này. Hay một ngày nào đó, anh họp FC lại và đi thăm giúp đỡ các bé đi anh. Là người của công chúng, Kha'Zix luôn lên tiếng ủng hộ và bảo vệ những điều tốt đẹp, những người dễ bị tổn thương. Trước đó, anh từng gây chú ý khi thể hiện quan điểm của mình về việc một bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến qua đời. Anh còn đặc biệt viết riêng một bài rap xem như món quà tinh thần dành tặng em. Có lẽ, sau những thăng trầm trong sự nghiệp cũng đã đến lúc nam rapper 32 tuổi đánh dấu một bước tiến mới trong âm nhạc của mình bằng một dự án dài hơi. Vừa qua, trên trang Instagram của mình, Kha'Zix đã đăng một story úp mở về việc sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian sắp tới. Kha'Zix khởi đầu sự nghiệp bằng những bài hát đầy bụi bặm, tiếp theo đó là nổi lên với những bản rap love mang màu buồn như thương, cạn cả nước mắt. Thời gian gần đây, khi anh tham gia những TV show như Rap Việt, Gian Ninh Man Mùa 2, anh lại nhận về nhiều lời khen về sự hóm hình và hài hước. Trước đó, anh đã từng chia sẻ rằng dream team trong âm nhạc của mình sẽ là Gidaki, MCK, Koji và BJ. Kha'Zix cũng từng công bố một đoạn demo trong sản phẩm kết hợp với Kwaku trong buổi livestream cùng các fan hâm mộ. Bên cạnh đó, Kwaku cũng có chia sẻ trong một buổi nói chuyện khác rằng anh và người bạn Kha'Zix sẽ có 3 sản phẩm kết hợp. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.